fulcru legat, umira nekrăncear. Vampira ta, mâncu, pompei da vinam, linkan rangan, pim gum hom nui gusta. Rangan nuk nam, pim gyal nam pei sam tro. Nuk mi nam, nuk mi nam, lan nhạc vang cha li de ca nhiê. Sanan alum ko chi jang gap yu ni pu lem gap khap ieng gap du bi mơ sang dung sam loi dem tak niu tong bang ala char thailand dung nao tar ba rong lan lang o sanan gap ni pu asinga roi nei de bu ke klei knu na yon klin tu chwa ke klei knu na yon klin nga chat mai biram birai yu nai de ga re re dap idea ma kru dal i gao nang bim ye he ruot he sai si bu mun ya le nan lan lai yu re như mà nọ như oa hệ nạc phềm sẽ xí rệ bù bình tì cùng con nổ như lại lần như lẻ nấn tì buồn e sang buồn đỉnh buồn e sang xài hạ đỉnh huyền trụm gà tỉnh Đắk Lắk lẻ nấn hồi này tì nộp anh nấn này mai tì tỉnh Gia Lai xài hạ la huyền trụm bư tỉnh Gia Lai nó mạ mang tâm nhớ lần yang Hồ Chí Minh lần nhà nước như lại như mạn màng tịch thu trang trở như lại sẽ sanh tịch luôn này về để mượn clay thì gỡ urcrow lẽ nên mạ chàng chặt rầy amrik như lên tiếng như lũ na hoàng clay mi chàng thế giới thầu lẽ nên rồi này rầy bù vật clay yuan vật clay mi như ra tay lẽ mạ chàng chặt rầy sẽ sanh ở sân tay về để mượn hoàng clay mi cầm được gọi là như mạ lần mai tí huyền chữ bước tỉnh Gia Lai clay ra huyền chữ bước tỉnh Gia Lai sân hồng lấy mi nơi này bệ đệ mực. The seizure of indigenous people lands, the case of Plipe and Gialai province. Thu giữ đất đai của người dân bản địa, vụ án Plipe ở tỉnh Gia Lai. Ngày 7 tháng 5 tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt dẫn đầu đã tham gia phiên đối thoại về báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR chu kỳ 4 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tại phiên đối thoại, cộng đồng quốc tế đánh giá cao thành tựu của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo quốc gia của Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Với chủ trương coi con người là trung tâm, là mục tiêu và động lực của quá trình đổi mới, phát triển đất nước, Việt Nam đã vươn lên từ một nước nghèo để trở thành một trong những nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, hội nhập quốc tế sâu rộng. Kể từ lần rà soát UPR chu kỳ 3 vào năm 2019, Việt Nam đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về quyền con người và đạt được nhiều thành tựu trên thực tế. Phiên rà soát UPR về Việt Nam được các nước quan tâm với hơn 130 nước tham gia đối thoại và phát biểu trong không khí cởi mở, thẳng thắn và thực chất. Các nước ghi nhận các chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người. Việc Việt Nam luôn nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị UPR đã chấp thuận. Nhiều nước hoan nghênh các thành tựu của Việt Nam về phát triển kinh tế, bảo đảm công bằng xã hội, đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức về quyền con người, thúc đẩy quyền phụ nữ, quyền của nhóm đồng tính, song tính và chuyển giới, quyền của người dân tộc thiểu số. In the annals of history, the oppression and dispossession of indigenous peoples have been recurring episodes, often going unnoticed by the larger international community. However, these incidents epitomize the struggle for human rights and sovereignty that indigenous groups continue to face. The case at hand, where the descendants of the Vietnamese Communist Party from Hanoi usurped the land of the Montagnard Dega people in Plepe, EAHLA Commune, Chupu District, Gialai Province on May 15, 2024, is no exception to this troubling global pattern. In the following argumentative essay, I shall delve into the implications of this event, examining the historical context, the potential motivations behind this maneuver, the impacts on the indigenous community, and argue for the need for reconciliation and reformation of indigenous land rights in Vietnam. Trong biên niên sử, sự áp bức và tước đoạt của người dân bản địa đã được lặp đi lặp lại,
thường không được chú ý bởi cộng đồng quốc tế lớn hơn. Tuy nhiên, những sự cố này là điển hình cho cuộc đấu tranh cho nhân quyền và chủ quyền mà các nhóm bản địa tiếp tục phải đối mặt. Trường hợp trước mắt, khi hậu duệ của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Hà Nội chiếm đoạt đất của người thường Dega ở Plepe, xã Ea Hờ La, huyện Chu Phú, tỉnh Gia Lai vào ngày 15 tháng 5 năm 2024, cũng không ngoại lệ với mô hình toàn cầu đáng lo ngại này. Trong bài luận lý sau đây, tôi sẽ đi sâu vào ý nghĩa của sự kiện này, xem xét bối cảnh lịch sử, động lực tiềm năng đằng sau thủ đoạn này, tác động đến cộng đồng bản địa, và tranh luận về sự cần thiết phải hòa giải và cải cách quyền đất đai bản địa ở Việt Nam. To understand the severity of the incident at Plepe, one must be acquainted with the historic relationship between the Vietnamese government and the Montagnard Dega people. The Montagnards, or mountain people, have lived in the central highlands of Vietnam for centuries, with their own distinct cultures, languages, and traditions. During the Vietnam War, they faced significant challenges due to their alliance with U.S. forces, and their plight has rarely improved since. The Vietnamese Communist Party, which has governed unified Vietnam since the war's conclusion, has maintained a tense relationship with these highland minorities, driven by political, cultural, and economic factors. Để hiểu được mức độ nghiêm trọng của vụ việc tại Plepe, người ta phải làm quen với mối quan hệ lịch sử giữa chính phủ Việt Nam và người thường Dega. Người thường, hay người miền núi, đã sống ở Tây Nguyên của Việt Nam trong nhiều thế kỷ, với nền văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống riêng biệt của họ. Trong chiến tranh Việt Nam, họ phải đối mặt với những thách thức đáng kể do liên minh với các lực lượng Hoa Kỳ, và hoàn cảnh của họ hiếm khi được cải thiện kể từ đó. Đảng Cộng sản Việt Nam đã cai trị Việt Nam thống nhất kể từ khi chiến tranh kết thúc, đã duy trì mối quan hệ căng thẳng với các dân tộc thiểu số cao nguyên này, được thúc đẩy bởi các yếu tố chính trị, văn hóa và kinh tế. Argument 1. Political motivations behind land seizure. The seizure of land in Plepe can be interpreted as a political maneuver by those descended from the Vietnamese Communist Party in Hanoi. The appropriation of indigenous lands is not solely a matter of resource acquisition. It is also a power play that serves to assert the state's authority over dissenting or autonomous groups. Control over land equates to control over the people and attempts to assimilate or reduce the influence of minority populations. The Montagnard Dega have long sought greater autonomy and have occasionally resisted the central government's policies, which could have prompted a reactionary takeover of their land to weaken their position and resistance capabilities. Lập luận 1. Động lực chính trị đằng sau việc chiếm đất ở Plepe có thể được hiểu là một thủ đoạn chính trị của những người hậu duệ của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội. Việc chiếm đoạt đất đai bản địa không chỉ là vấn đề thu thập tài nguyên, nó còn là một trò chơi quyền lực phục vụ để khẳng định quyền lực của nhà nước đối với các nhóm bất đồng chính kiến hoặc tự trị. Kiểm soát đất đai tương đương với kiểm soát người dân và cố gắng đồng hóa hoặc giảm ảnh hưởng của dân số thiểu số. Người thượng Dega từ lâu đã tìm kiếm quyền tự trị lớn hơn và đôi khi đã chống lại các chính sách của chính quyền trung ương. Điều này có thể đã thúc đẩy việc tiếp quản đất đai của họ để làm suy yếu vị trí và khả năng kháng cự của họ. Argument 2. Economic exploitation of indigenous territories. Economic incentives are a significant driver for land seizures. The Central Highlands, rich in fertile land and natural resources such as timber and minerals, presents an attractive prospect for exploitation by those in power. By dispossessing Montagnard Dega, the descendants of the Communist Party may be aiming to capitalize on these resources, further marginalizing the indigenous population. This exploitation reflects a denigration of the inherent value of indigenous stewardship of the land and the loss of potential sustainable and community-driven development that respects Montagnard Dega's way of life. Lập luận 2. Khai thác kinh tế các vùng lãnh thổ bản địa, ưu đãi kinh tế là một động lực quan trọng cho việc thu giữ đất. Tây Nguyên, giàu đất đai màu mỡ và tài nguyên thiên nhiên như gỗ và khoáng sản, là một triển vọng hấp dẫn để khai thác bởi những người có quyền lực. Bằng cách tước đoạt người thượng Dega, hậu duệ của Đảng Cộng sản có thể đang hướng tới việc tận dụng các nguồn tài nguyên này, tiếp tục gạt dân bản địa ra ngoài lề. Việc khai thác này phản ánh một sự chê bai giá trị vốn có của việc quản lý bản địa đối với đất đai và mất sự phát triển bền vững và do cộng đồng tiềm năng tôn trọng lối sống của người thượng Dega. Argument 3. Cultural and human rights implications. The forced removal of the Montagnard Dega from their ancestral lands is not only an economic and political issue, but a human rights violation and cultural tragedy. Land is intrinsic to the Montagnard Dega identity, spirituality, and heritage.
The transfer of land in Pleiku symbolizes a denial of their rights to practice their culture, speak their languages, and maintain their distinct societal structures. Furthermore, this incident raises concerns about Vietnam's commitment to international human rights treaties, including those related to indigenous peoples' rights. Lập luận 3, ý nghĩa văn hóa và nhân quyền, việc buộc phải loại bỏ người thượng Dega khỏi vùng đất tổ tiên của họ không chỉ là một vấn đề kinh tế và chính trị mà còn là một sự vi phạm nhân quyền và bi kịch văn hóa. Đất đai là nội tại của bản sắc người thượng Dega, tâm linh và di sản. Việc chuyển nhượng đất đai ở Pleipe tượng trưng cho việc từ chối quyền thực hành văn hóa của họ, nói ngôn ngữ của họ và duy trì cấu trúc xã hội riêng biệt của họ. Hơn nữa, sự cố này làm dấy lên mối lo ngại về cam kết của Việt Nam đối với các hiệp ước nhân quyền quốc tế, bao gồm cả những hiệp ước liên quan đến quyền của người dân bản địa. Impacts on the Montagnard Dega community. The immediate impacts on the Montagnard Dega due to the land seizure are multifaceted. Firstly, displacement leads to the fragmentation of communities, often resulting in poverty, lack of access to education, healthcare, and loss of traditional livelihoods. It also exacerbates existing social issues such as discrimination and marginalization. Additionally, the psychological trauma of displacement can have generational effects, eroding communal bonds and identity. Tác động đến cộng đồng người thượng Dega, các tác động ngay lập tức đối với người thượng Dega do việc thu giữ đất là nhiều mặt. Thứ nhất, sự di dời dẫn đến sự phân mảnh của các cộng đồng, thường dẫn đến nghèo đói, thiếu tiếp cận với giáo dục, chăm sóc sức khỏe và mất sinh kế truyền thống. Nó cũng làm trầm trọng thêm các vấn đề xã hội hiện có như phân biệt đối xử và thiệt thòi. Ngoài ra, chấn thương tâm lý của sự dịch chuyển có thể có tác động thế hệ, làm xói mòn mối liên kết và bản sắc cộng đồng. The need for reconciliation and reformation. The Vietnamese government, and by extension the heirs of its ruling party, must establish a comprehensive framework for reconciliation with indigenous groups like the Montagnard Dega. This process should involve the recognition and protection of indigenous land rights, vitality of their cultures, and their full inclusion in national life. The reformation should aim for a harmonious coexistence that respects the rights of all citizens, including the right to self-determination for indigenous peoples. Reparation for past injustices, including the return of seized lands or appropriate compensation, is essential for building mutual trust and preventing similar future conflicts. Sự cần thiết phải hòa giải và cải cách chính phủ Việt Nam và bằng cách mở rộng, những người thừa kế của đảng cầm quyền phải thiết lập một khuôn khổ toàn diện để hòa giải với các nhóm bản địa như người thượng Dega. Quá trình này nên liên quan đến việc công nhận và bảo vệ quyền đất đai bản địa, sức sống của nền văn hóa của họ và đưa họ vào đời sống quốc gia đầy đủ. Cải cách nên hướng tới một sự chung sống hài hòa tôn trọng quyền của mọi công dân, bao gồm cả quyền tự quyết cho người dân bản địa. Việc bồi thường cho những bất công trong quá khứ, bao gồm trả lại đất bị tịch thu hoặc bồi thường thích hợp, là điều cần thiết để xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau và ngăn chặn các cuộc xung đột tương tự trong tương lai. The land seizure at Pleipe in GLI province on May 15, 2024 is an incident that encapsulates the broader struggles of indigenous groups worldwide. It highlights the complex interplay of political, economic, and cultural forces that often precipitate the infringement of native rights. This essay implores the need for Vietnam's leadership and the international community to critically examine such cases, advocate for the Montagnard Dega, and work towards equitable solutions. It is imperative not just for the well-being of indigenous populations, but for the social and moral progress of nations as a whole. Addressing such grievances is a step towards a more just society, where every individual has the opportunity to live in dignity, with their rights and cultural heritage intact. Việc chiếm đất tại Pleipe ở tỉnh Gia Lai vào ngày 15 tháng 5 năm 2024 là một sự cố gói gọn cuộc đấu tranh rộng lớn hơn của các nhóm bản địa trên toàn thế giới. Nó nhấn mạnh sự tương tác phức tạp của các lực lượng chính trị, kinh tế và văn hóa thường thúc đẩy sự vi phạm quyền bản địa. Bài luận này kêu gọi sự cần thiết của lãnh đạo Việt Nam và cộng đồng quốc tế để xem xét nghiêm túc các trường hợp như vậy, ủng hộ cho người thượng Dega và làm việc hướng tới các giải pháp công bằng. Điều bắt buộc không chỉ là vì hạnh phúc của người dân bản địa mà còn vì sự tiến bộ xã hội và đạo đức của các quốc gia nói chung. Giải quyết những bất bình như vậy là một bước tiến tới một xã hội công bằng hơn, nơi mọi cá nhân đều có cơ hội sống trong phẩm giá, với các quyền và di sản văn hóa của họ còn nguyên vẹn.
Sân để bố lê cầm được là nguồn sân nặng. Sinh á, nó mạ lần mai gợi tí play ra huyền chú bước tỉnh Gia Lai mạ mù mạ màng á, sân yên được bố lúc nào chôn tin mò mò lộm đầy mò mò lộm sẵn lộ. Sân đà đà để bố như mạ lần sinh á, đuôm nư nhu như là mạ prạc mạ mạ nhu biết đà thì gợm tôi mạ ô. Nó quả gì nạc hề để bố hình sẽ si tí xa yá hồ huyền cổng năng ý bố hả bí này tên ốc anh nâng dình tí play ra huyền chứ bước tỉnh Gia Lai để bố ý nguồn sẵn nặng sân nha dì chàng lại nâng hồ rơi này để bố mạ chàng chặt rời ám rích nhu lên tiếng nhu ur bố giá yên ngạc cơ clay yuân kinh tự chọn rời suy lệ sân nha rời mạng mươi yuân kinh lưu rai sân tui sẽ có thâu hồ rơi đoá bốc nàn bốc này sân nâng anh nạc đi gà chứ chàng rời mô lộ tí gứt ốc cơ clay sân này á sân nha arang sarang bìm kra lẹ bụ đuôi yuân clean sẽ sân rời cầm lặng ở gần bụt ở sân tay mông dì lè để lòng chùm tay cao bìm như chắc lù cặp đình mỡ sáng đu sắp đội đêm đặc niệm tổng bằng ala cha thay lạc đến đây lọ sự bất đừng là chắc lù bụt rù đi gà tu mi ra lẹ cơ lân chàng vang bìa là tạp mưa khu còn quay đá mây nam linh khang đang găng tìm gom hòn núi buốt xa răng găng nụ na bị nhà mang bay sang trò nụ người na nụ người na lần nhà vang trái đề k